Thời tiết buổi chiều ngày hôm nay rất đẹp, nắng ấm tràn trề. Chị em trang phục đến từ các thôn và trường tiểu học Đông Lỗ số 1 đã tiếp cận. Các chị đang ở đâu ạ? Khán đài. Chị Phương Trầm đang ở đâu ạ? Hàng ngũ bây giờ vẫn để chống đấy. Các chị tập hợp tại vị trí để cho chuẩn bị khai mạc, đảm bảo thời gian. Huế ơi. Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã,
nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện ban chi ủy, ban quản lý của các thôn trong xã. Nhiệt liệt chào mừng các vũ công, các cổ động viên là chủ thể góp phần quan trọng vào thành công của buổi giao lưu khiêu vũ thể thao phụ nữ xã Đông Lỗ lần thứ nhất hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các vũ công và các cổ động viên, những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong hệ thống của hội được các cấp hội quan tâm, tổ chức có hiệu quả và thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Thể dục thể thao nói chung, khiêu vũ thể thao nói riêng như một liều thuốc kỳ diệu cho sức khỏe, là môn thể thao có sự kết hợp hài hòa giữa nhạc điệu cùng những động tác uyển chuyển, duyên dáng, sôi động, đẹp mắt và vô cùng cuốn hút, được nhiều câu lạc bộ và đông đảo chị em yêu thích lựa chọn là tập luyện thường xuyên. Khiêu vũ thể thao trong luyện tập hàng ngày không đòi hỏi cao về tính nghệ thuật cũng như tính kỹ thuật, nên những năm gần đây bộ môn này đã trở nên phổ biến, phát triển nhanh chóng và rộng khắp, thu hút nhiều lứa tuổi, giới tính, ngành nghề, tạo nên một phong trào dân vũ sôi động. Khiêu vũ thể thao không chỉ mang lại sức khỏe mà còn tạo sự thoải mái về tinh thần, giúp chị em tự tin hơn vào bản thân, xua tan bao căng thẳng, mệt mỏi, phiền muộn của cuộc sống. Giao lưu khiêu vũ lần thứ nhất năm 2021 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực, động viên khuyến khích chị em phụ nữ tích cực học tập, luyện tập, tham gia phong trào thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, góp phần mở rộng và phát triển phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Giao lưu khiêu vũ thể thao phụ nữ xã Đông Lỗ là dịp để hội viên phụ nữ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác và trong tổ chức các hoạt động, đồng thời thông qua giao lưu tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào khỏe để lập nghiệp và xây dựng quê hương đất nước. Thông qua luyện tập nhằm nâng cao thể chất, gắn kết mọi người và tạo không khí vui tươi lành mạnh, đoàn kết trong cán bộ hội viên phụ nữ để phục vụ lao động sản xuất, học tập và công tác đạt hiệu quả cao. Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc giao lưu khiêu vũ thể thao phụ nữ xã Đông Lỗ lần thứ nhất năm 2021. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các thôn trong toàn xã đã tạo điều kiện mọi mặt để chị em hội viên phụ nữ có thời gian luyện tập để tham dự giao lưu. Đặc biệt, trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Ủy ban Nhân dân xã đã tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để tổ chức giao lưu thành công. Trân trọng cảm ơn sự có mặt của các vũ công, các cổ động viên đến từ 12 câu lạc bộ của 12 đơn vị trong toàn xã. Kính chúc các đồng chí đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, các vũ công và cổ động viên mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các vũ công mãi mãi trẻ đẹp, xinh tươi, tan chảy cùng tiếng nhạc nền sôi động. Chúc giao lưu khiêu vũ thể thao phụ nữ xã Đông Lỗ lần thứ nhất năm 2021 thành công tốt đẹp. Cảm ơn đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý, về dự với buổi giao lưu khiêu vũ ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có bó hoa tê thắm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Xin trân trọng và kính mời đồng chí Phạm Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Triệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã lên nhận hoa. Là bó hoa của câu lạc bộ khiêu vũ phố nữ tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Lỗ. Xin trân trọng kính mời đại diện cho câu lạc bộ phụ nữ lên tặng hoa. Hoa. Là của cấp ủy, ban quản lý thôn Yên Ninh lên tặng cho câu lạc bộ khiêu vũ thôn Yên Ninh. Xin trân trọng kính mời ạ. Mời tổ trưởng thôn Yên Ninh ạ. Xin nhận.
Bó hoa tiếp theo là của anh Thế Việt. Chị Hoa Hiệp, chị Hương Liên tặng cho câu lạc bộ hát. Trên giọng kính mời ạ. Buổi giao lưu khiêu vũ của buổi chiều hôm nay được bắt đầu. Xin mời các đoàn.